tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ nghi của MH370 tại đảo Reunion, tên tự Saint Andrew là Reunion. Người dân ở bãi biển thuộc đảo Reunion của nước Pháp, ngày thứ Năm 30 tháng 7, ông Johnny Becky nói rằng đã trông thấy mảnh vỡ màu trắng rất giống một đoàn của chiếc phi cơ, một nửa nằm trên cát và phần còn lại chìm dưới mặt nước biển. Ông Johnny Becky cho biết là đã gọi các đồng nghiệp đến giúp kéo mảnh vỡ của chiếc phi cơ lên bờ, lôi qua nền đá sỏi và ngang một bãi cỏ, rồi đến mặt cát bằng phẳng. Người đàn ông là nhân viên bảo vệ vùng biển của chính phủ, cho biết còn trông thấy một mảnh vali đã bị mục rửa trên bãi biển. Nhưng đó lại không quan tâm vì cho rằng cánh của chiếc phi cơ mới thực sự quan trọng đối với ông. Các viên chức địa phương nói rằng mảnh vỡ đã bị mục rửa, được tìm thấy tại hòn đảo nhỏ của Ấn Độ Dương, có thể là một phần của chiếc phi cơ Boeing 777, giúp cung cấp chi tiết cho thân nhân của các nạn nhân đi trên chuyến bay MH370 bị mất tích bí ẩn. Các nhân viên điều tra của Mã Lai có mặt tại Reunion trong ngày thứ Sáu 31 tháng 7 và mảnh vỡ đã được các chuyên gia hàng không nhận dạng là một phần cánh của chiếc phi cơ. Mảnh vỡ này được tìm thấy vào ngày thứ Tư tại Reunion. Đảo Núi Lửa chỉ có 850.000 dân và là lãnh thổ của nước Pháp, tọa lạc tại Ấn Độ Dương, gần châu Phi. Ngày thứ Sáu 31 tháng 7, các nhóm nhân viên địa phương đã tiếp tục tìm dọc theo bãi biển Saint Andre. Sau khi một người địa phương phát giác một chai nước lọc mang nhãn hiệu từ Jakarta, Indonesia trong số của các mảnh vụn, ông Johnny Becky cho biết là đã tìm thấy chai nước lọc 2 ngày sau khi khám phá mảnh vỡ, nghi là của một chiếc phi cơ, vì ở Reunion không có bất kỳ sản phẩm nào đến từ Jakarta, Indonesia.